Huyện Quỳnh Phụ có 6 cơ sở với 8 sản phẩm đã được công nhận sản phẩm ô cốp, trong đó có 4 sản phẩm đạt 4 sao. Các sản phẩm ô cốp được tạo điều kiện tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại để quảng bá sản phẩm và mở rộng nguồn khách hàng địa phương, từng bước tiếp cận thị trường trong cả nước. Huyện đã đăng ký 4 sản phẩm tiềm năng tham gia xây dựng sản phẩm ô cốp năm 2022, gồm sản phẩm tinh dầu hương thảo, trà bạc hà, trà hoa cúc, rau bông hẹ thời gian tới huyện tiếp tục lựa chọn một số sản phẩm đặc trưng của địa phương để xây dựng thương hiệu nhằm nâng cao giá trị sản phẩm và tạo động lực mới cho phát triển kinh tế khu vực nông thôn góp phần thực hiện tốt chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu